Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây cho biết, kể từ ngày 10 tháng 8, 10 huyện thành phố của tỉnh Giang Tây đã trải qua trận mưa bão cực lớn. 34 huyện thành phố có mưa lớn và 63 huyện thành phố có mưa vừa. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ tại khu thắng cảnh núi Ngô Công ở thành phố Bình Hương, thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân và các làng khác. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây dự báo, chiều tối ngày 9 tháng 8, áp thấp phía nam vùng mưa Giang Tây sẽ suy yếu, có nơi còn mưa to. Do ảnh hưởng của mưa lớn, Giang Tây triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã quyết định phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, yêu cầu tất cả các địa phương và ban ngành làm tốt công tác phòng chống lũ lụt theo sự phân công trách nhiệm và các quy định của kế hoạch. Tại Phong Thành, huyện Nghi Xuân, một bờ kè sông bị vỡ khoảng 30 mét và chính quyền địa phương đang thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Vào ngày 9 tháng 8, do lượng mưa lớn, phần hạ lưu kè sông Thành Phong ở thị trấn Ly Cun, thành phố Phong Thành, huyện Nghi Xuân đã bị vỡ khoảng 30 mét, cách đó 4 ngôi làng ở hạ lưu bị ngập lụt và khoảng 300 người bị ảnh hưởng. Tính đến 16 giờ chiều cùng ngày, tất cả dân làng bị ảnh hưởng đã được chuyển đi mà không có thương vong. Các vật liệu chống lũ như đá và cọc gỗ được sử dụng để vá kín chỗ đê kè bị vỡ, hiện mực nước đã rút. Các ban ngành địa phương vẫn đang khẩn trương ứng cứu. Tại Phúc Châu, mưa xối xả dẫn đến ngập úng đô thị quy mô lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây cho biết từ tối ngày 8 tháng 8 đến tối ngày 9 tháng 8, lượng mưa trong 24 giờ ở nhiều thị trấn và thị trấn ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đạt hơn 250mm ứng phó với mức mưa lớn. Trong đó, lượng mưa 24 giờ ở huyện Trung Nhân, thành phố Phúc Châu đạt 304mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Chính quyền địa phương đã chuyển và sơ tán 352 người dân bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 14 người mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Tuy nhiên, người dân vẫn bị mắc kẹt ở một số ngôi làng và tính mạng của họ không gặp nguy hiểm. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, dân phòng và cán bộ thị trấn triển khai ứng cứu và cứu nạn khẩn cấp. Cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước của hai con sông là sông Mạnh Hà và kênh dẫn dòng của làng Happy ở thị trấn Trung Châu, thành phố Trương Thục, thành phố Nghi Xuân đã tăng cao và nhiều người bị mắc kẹt. Sau khi thiên tai xảy ra, các cán bộ thị trấn và thôn đã ngay lập tức tổ chức nhân sự để di chuyển những người bị mắc kẹt trong làng đến điểm tái định cư một cách an toàn. Hiện tại, thị trấn Trung Châu, thành phố Trương Thục đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn và khử trùng dịch bệnh tại các khu tái định cư và đảm bảo an ninh cuộc sống của những người dân làng khi được chuyển đến. Công tác chống lũ lụt cục bộ và tái định cư khẩn cấp vẫn đang được tiến hành. Vào sáng sớm ngày 9 tháng 8, có một trận mưa lớn bất ngờ ở khu thắng cảnh núi Ngô Công của thành phố Bình Hương. Một số thị trấn và làng mạc như thị trấn Vạn Long Sơn và thị trấn Mã Thiên bị ngập úng và một số nhà cửa người dân bị ngập lụt. Địa phương đã thành lập đội cứu hộ khẩn cấp để thuyết phục khách du lịch rời khỏi khu danh lam thắng cảnh để đảm bảo an toàn, thực hiện các cuộc điều tra nguy hiểm tiềm ẩn và phân luồng giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và khách du lịch. Theo thống kê của Đài Khí tượng Trung ương ngày 10 tháng 8, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến đã xảy ra mưa lớn. Riêng khu vực trung tâm Giang Tây và Bắc Phúc Kiến có mưa lớn với lượng mưa tới 280mm, đạt cấp độ mưa bão cực lớn. Theo dữ liệu về lượng mưa gần đây do Trung tâm Phát thanh Cảnh báo Sớm của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây công bố vào ngày 9 tháng 8, từ 7 giờ ngày 9 tháng 8 đến 10 giờ ngày 10 tháng 8 đã có mưa lớn ở phía nam Giang Tây và hầu hết một số khu vực thuộc trung tâm Giang Tây có mưa to hoặc có mưa cực lớn. Tổng số có 23 trạm tại 7 quận huyện có mưa dông cực lớn, 628 trạm tại 21 quận huyện có mưa dông lớn và 548 trạm tại 45 quận huyện có mưa dông vừa. Trạm Phi Viên trong quận là lớn nhất với lượng mưa đo được là 299,9mm, tiếp theo là trạm khí tượng Lệ Tây Quan Bình
ở huyện Nghi Hoàng có lượng mưa là 288,4mm, 613 trạm ở 35 quận huyện, có cường độ mưa hàng giờ là hơn 30mm. Dự kiến trong ngày 11 tháng 8, 5 thành phố là Ưng Đảm, Bình Hương, Tân Dư, Tế An, Phúc Châu và 4 thành phố phía Nam, Nam Sương, Cảnh Đức Trấn, Thượng Nhiêu, Nghi Xuân và phía Bắc, Cám Châu sẽ nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to hoặc mưa dông lớn, có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Các khu vực khác trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào hoặc mưa dông vừa đến mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Đêm nay, thành phố Cám Châu, Thượng Nhiêu và Phúc Châu nhiều mây, phía nam thành phố có mưa vừa hoặc dông, một số khu vực có mưa to và mưa xối xả cục bộ. Ba thành phố Cửu Giang, Nghi Xuân và thành phố Nam Sương ở phía bắc tạnh mưa và trời chuyển nhiều mây, các khu vực khác trong tỉnh nhiều mây, có mưa nhẹ, có nơi mưa vừa. Khi dông bão xảy ra trên địa bàn tỉnh, một số khu vực sẽ kèm theo sấm sét mạnh và mưa lớn trong thời gian ngắn, cục bộ còn có thể kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh và mưa đá. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây thông báo về việc bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt. Tất cả các thành phố có huyện, quận mới Cám Giang và quận trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát lũ lụt và mưa lớn và các đơn vị thành viên của tỉnh thực hiện công tác phòng thủ và hướng dẫn phòng ngừa. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay, theo kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt và hạn hán ở tỉnh Giang Tây, sau khi được sự đồng ý của Giám đốc Sở Quốc phòng tỉnh, Sở Quốc phòng tỉnh đã quyết định bắt đầu có 4 ứng phó khẩn cấp điều tiết lũ từ 9 giờ ngày 9 tháng 8. Các địa phương ban ngành phải nỗ lực làm tốt công tác phòng chống lũ theo phân cấp và quy định của phương án. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết, từ tối ngày 9 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, Phúc Châu, Giang Tây hứng chịu mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ ở nhiều thị trấn lên tới hơn 250mm, ứng với cấp độ mưa bão bất thường. Trong số đó, quận Trung Nhân, thành phố Phúc Châu, lượng mưa trong 24 giờ lên tới 304mm, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập và xảy ra ngập úng đô thị diện rộng. Chính quyền địa phương đã chuyển và sơ tán 352 người dân bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ 40 phút hôm 8 tháng 9, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được hơn 10 người mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Tuy nhiên, gần 50 người dân vẫn đang bị mắc kẹt ở làng bên kia sông, tính mạng không nguy hiểm. Tuy nhiên, do tình hình hiện nay, nước chảy xiết và mực nước dâng cao nhanh chóng nên tạm thời chưa thể vượt sông để ứng cứu. Được biết, hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, cấp cứu, cứu nạn tư nhân và cán bộ thị trấn để triển khai cứu nạn. Hiện tại, Phong Thành đưa ra thông báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông do trời mưa ở một số khu vực. Do lượng mưa lớn tập trung, núi Yu Hua và núi Sen Hua đã gây ra lũ lụt trên núi, đường vào núi đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, giao thông dọc theo toàn bộ tuyến đường bị tắc nghẽn, vui lòng tiến hành một cách thận trọng. Từ 20 giờ ngày 9 đến 20 giờ ngày 10 tháng 8, một phần đông Quý Châu, Trung và Nam Hồ Nam, Trung Giang Tây, Nam Chiết Giang, Bắc Phúc Kiến, Đông Bắc Tứ Xuyên, hầu hết Trùng Khánh, Đông Nam và Bắc Thiểm Tây, Trung Sơn Tây có mưa lớn. Trong số đó có mưa lớn cục bộ ở trung tâm Giang Tây, Tây Bắc Phúc Kiến và các nơi khác. Có sương mù cục bộ ở Tây Nam Nội Mông, Đông Bắc và Nam Sơn Đông. Ngoài ra có mưa dông cục bộ ở phía Bắc Chiết Giang, Nam Giang Tây, Trung và Đông Quảng Đông. Dự kiến từ 14 giờ ngày 9 tháng 8 đến 14 giờ ngày 10 tháng 8 sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc miền Trung và Nam Giang Tây, Nam Chiết Giang, Tây và Bắc Phúc Kiến, Trung và Đông Quảng Tây, Trung và phía Bắc Quảng Đông. Trong số đó, một phần phía Bắc Phúc Kiến và những nơi khác có mưa lớn với lượng mưa từ 100mm đến 140mm. Một số khu vực nêu trên có thể có lượng mưa lớn ngắn hạn. Lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 20mm đến 50mm, cục bộ có thể vượt qua 60mm, có dông, gió giật mạnh cục bộ hoặc mưa đá. Thưa quý vị, các hình thái thời tiết khắc nghiệt đang gây ra thiệt hại nặng nề tại một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. 9 người hiện vẫn đang mất tích ở miền Trung Trung Quốc sau một trận lở đất do mưa lớn. Trong bối cảnh lũ lụt và nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp đất nước, giới chức địa phương hôm 9 tháng 8 cho biết, 5 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở miền Trung tỉnh Hồ Bắc, nơi xảy ra lũ lụt sạt lở đất hôm 8 tháng 8. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực với hy vọng tìm thấy nhiều người sống sót hơn.
Trong khi đó, hàng chục nghìn người đã được chuyển đến nơi trú ẩn trong bối cảnh lũ lụt nặng nề diễn ra ở miền Bắc, miền Trung và Đông Nam Trung Quốc. Lũ lụt theo mùa là chuyện thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nhưng mực nước dâng cao năm nay đi kèm với nhiệt độ cao kéo dài bất thường. Với hơn 9 triệu km2 diện tích đất liền, Trung Quốc đang đồng thời hứng chịu đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán vào mùa hè này. Các thành phố đã mở các hầm trú ẩn tránh máy bay ném bom để giúp cư dân thoát khỏi cái nóng. Đầu tuần này, Bắc Kinh đã báo cáo hơn 9 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 35 độ C, kỷ lục chưa từng thấy kể từ năm 1961. Các nhà chức trách đã đưa ra các cảnh báo về sức khỏe ở thủ đô cũng như các nơi khác, ngừng nhiều công việc ngoài trời, mặc dù nhiều công nhân vẫn tiếp tục giao hàng, xếp gạch và vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại. Cho đến nay, hai trường hợp tử vong ở Bắc Kinh được cho là do nắng nóng bất thường. Các cơ quan y tế cho biết một hướng dẫn viên du lịch đã ngã quỵ và tử vong vì say nắng khi đang đưa du khách tham quan cung điện mùa hè, một khu vườn hoàng gia rộng lớn từ thế kỷ 18. Tháng trước, một phụ nữ ở Bắc Kinh cũng chết vì say nắng. Các cơ quan y tế ở Thiệu Hưng, một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, hôm 10 tháng 8 cho biết họ đã ghi nhận những trường hợp tử vong do nắng nóng nhưng không nêu cụ thể chi tiết. Các thành phố của Trung Quốc như Trùng Khánh, một đô thị phía Tây Nam nổi tiếng với mùa hè nóng nực, trong nhiều năm đã sử dụng các đường hầm tránh bom như trung tâm làm mát công cộng. Các nơi trú ẩn hiện nay thường được trang bị khu vực tiếp khách và cung cấp nước uống, đồ uống giải khát, thuốc điều trị say nắng và trong một số trường hợp là các tiện nghi như Wi-Fi, TV và thiết bị chơi bóng bàn. Cơ quan thời tiết hôm 9 tháng 8 vừa qua cảnh báo rằng hạn hán nghiêm trọng ở miền Bắc Trung Quốc đang đe dọa mùa màng và gây căng thẳng cho lưới điện làm việc quá sức. Trong khi đó, lũ lụt nặng nề ở miền Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải di rời trong vài tuần qua. Nhiệt độ trung bình của trái đất đã thiết lập một kỷ lục cao không chính thức mới trong ngày 9 tháng 8 vừa qua, cột mốc thứ 3 tương tự trong tuần được đánh giá là nóng nhất trong lịch sử. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!